Hello, Dạm xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã đến kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Và đến với chương trình Kể Chuyện ngày hôm nay, lời nói đầu tiên xin cho em mến chúc sức khỏe đến mọi người. Và chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Làm việc gì cũng thành công hết. Và ngày hôm nay em xin mến gửi đến đại gia đình của mình một câu chuyện có thật. Câu chuyện này có một cái tiêu đề nghe xong là giật mình sửng sốt luôn. Dê quá vô duyên, anh muốn bờ lờ em. Thế thiệt là vô duyên thiệt sự luôn á. Tại vì cái câu chuyện này em nghĩ là không có nên nói ra, nhưng mà mình cũng là con gái mà, cho nên là khi mà nghe những cái lời kêu gọi, những cái lời đề nghị của một người khác giới nói vậy thì cái cảm giác của mình như thế nào, và mình có nhận lời hay không, và cái cảm xúc của mình ra sao, thì khi đó là khi nào, năm bao nhiêu tuổi mà mình nhận được cái lời nói này. Thì em muốn kể lại cái đầu đuôi câu chuyện cho đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái chuyện của em với lại cái anh hàng xóm nha. Cái anh hàng xóm với em thì năm đó là năm lúc em mới có tròn 18 tuổi. Trời ơi, một cô gái mới 18 tuổi. Mà bây giờ thì em 30 rồi. Lúc năm 18 tuổi thì em rất là khờ, rất là hiền luôn. Thiệt, ngây thơ trong sáng vô cùng luôn. Nhà của em ở kế bên nhà chàng. Mà nhà của chàng là chủ đất, nhà của em là một miếng đất xéo nhỏ kế bên nhà của chàng. Thì cái anh này á, ảnh ở Việt Nam á, thì ảnh làm công an. Tại vì ba của ảnh là tham gia cách mạng và đi tù Côn Đảo vậy đó. Giờ cho nên là ảnh là làm công an, công an mà cai ngục mà phạm nhân ở Khám Chí Hòa đó quý vị. Cho nên là em hay thường thấy ảnh trong cái đối diện cái bên nhà, mà em thấy lúc nào mặt anh cũng đỏ đó. Ảnh say, lúc nào đi làm về cũng say xỉn vậy chứ. Ảnh thì thấy em mới 18 tuổi mà ở kế bên nhà mà bận đồ ngủ mà đi trong nhà vậy đó. Tại ở Việt Nam thì thường thường nắng nóng á, em không có bận áo giống như giày mà em bận đồ ngủ, đồ phi bóng đó quý vị. Anh này ảnh cũng nhìn qua thì ảnh cũng kết, cũng có tình cảm. Em thì mới lớn á, nói thiệt là đó gì chưa quen ai, chưa yêu ai hết. Thì cái anh này ảnh mới đứng kế bên cái hàng rào, ảnh mới nói em ơi, có thể làm quen được không? Anh thấy em dễ thương quá, nếu được thì hẹn em 6 giờ đi đây uống cà phê nói chuyện cho vui. Thì mình cũng gái mới lớn mà nghe được cái lời đề nghị của bạn trai mà kế bên nhà mà làm công an thì mình yên tâm lắm, mình mới nói dạ được. Lúc đó em rảnh thì có gì anh chở em đi, chứ em không có xe, em không biết lái xe. Anh mới nói được rồi, em cứ ra đầu hẻm đi rồi anh chở em đi uống cà phê. Thì lúc đó mình cũng dễ dãi dễ dụ ghê luôn, công nhận trai mời cái đi liền à. Thế là cái em mới về, buổi tối hôm đó thì anh hẹn 6 giờ đó, thì vô nhà cũng bận cái quần lửng lửng nghe tới đùi nè, với cái áo thun thì bắt đầu ra đầu hẻm cái anh mới chở em. Mà trên đường thì anh chở mình sợ té thiệt ra. Ngồi kế bên ôm eo ếch ông nội này thì sợ ông chạy đó, rồi ông xỉn ông té, mình té theo. Tại vì lúc mà ngồi sau lưng á thì cái mùi bia rượu nó thoảng thoảng ra gì nè, là mình biết anh này anh xỉn rồi. Anh mới đi làm về mà không biết làm công an gì mà xỉn tối ngày à. Cái mình ngồi phía sau thì mình cũng hồi hộp, bây giờ lỡ leo lưng cọp rồi thì bây giờ đâu có thể nào xuống được. Mình nghĩ là anh đi hẹn bạn gái thì anh đừng có xỉn, tại xỉn mà chở bạn gái đi thì nó khá là nguy hiểm. Thế là ông nội này ông xỉn ông chạy nhanh lắm nha quý vị, ông chạy nhanh thật nhanh làm gì, ông cố ý hay sao, chạy nhanh hết ga hết cỡ luôn. Cái em sợ té, em ôm keo cứ ngắt, sợ té ôm. Mà càng ôm gì thì ông càng chạy nhanh, mỏng lạng qua lạng lợi thì mình càng ôm cứ ngắt vậy, mình buông mình té làm sao. Cái mình không dám nói tiếng nào, ngồi im ghê luôn. Cái ảnh mới chở em lại cái quán cà phê phố xưa. Lúc đó là quán cà phê đó lớn lắm nha quý vị. Thì khi đó thì ảnh hỏi em uống gì, em mới nói em uống nước dừa. Thì ảnh mới kêu trái dừa, ảnh uống cà phê sữa đá. Thì khi mà uống nói chuyện nhau á, thì ảnh mới nói là anh là cán bộ công an. Rồi anh bận đồ sơ dinh mà ở nhà anh bận đồ thường, tại anh không bận đồ cán bộ. Thì anh không muốn biết, anh không muốn người ta biết. Anh làm cái công việc cai ngục quá, nhiều khi cũng xích mích với người này người kia. Anh sợ biết là mình làm công an ra đường nó quýnh hay sao đó. Anh mới nói vậy thì em cười, em mới nói trời anh là công an mà ai dám quýnh anh. Trời quýnh chứ em, trời quýnh ạ. Cái bắt đầu anh mới kể là này kia rồi cũng nói chuyện cũng vui lắm. Thế là anh mới nói là bây giờ tối rồi thôi để anh chở em về. Thì Ngọc mới nói anh này cũng nói chuyện vui vẻ nhưng có cái hay xỉn vậy đó. Thì khi mà chở về thì ngộ lắm nha quý vị, anh không có chở em đi cái về đường cũ
mà anh chở em vô cái đường gì mà nó vắng que, cái đường ống cống á, cái đường ống cống hồi xưa ở Việt Nam mình nó có cái đường ống cống ở Hóc Môn đó quý vị, là cái như cái đường vắng mà đang người ta đang làm thi công đường cống nước á. Thế là anh mới chở em mà tao nói vô cái đường tối thui không có người, không có bóng đèn luôn. Thì em mới nói sợ quá, thì em mới nói anh ơi, mình nghĩ là anh là công an thì chắc anh không làm gì mình đâu, nhưng mà chở đi bóng tối gì mình cũng sợ. Cái mình mới nói anh ơi, anh chở em đi đâu vậy anh? Cái ảnh mới nói anh chở em đi đường tắt, đường này đường tắt em. Cái Ngọc mới nói chứ mình cũng sợ ha, nhưng mà giờ lỡ leo lưng cọp rồi đâu có thể xuống được đâu, giờ lỡ rồi chạy tới luôn. Cái bắt đầu mình ngồi im, ngồi im, cái anh chở càng vô sâu càng tối, càng tối càng vắng, vắng hoe không có người luôn. Cái anh mới dừng xe cái két lại. Cái mình nói ủa chưa tới nhà mà sao anh dừng lại với anh, cái đường nè đường nào với anh? Anh mới nói tới chỗ này rồi, anh muốn hẹn hò em tới chỗ này, mình uống nước xong rồi bây giờ anh muốn hẹn em, bây giờ mình vô đây nè, có mấy cái cống nước mà nó còn sạch bách, mình vô đây mình tâm sự ơi, mình làm vài cái điều về, làm vài nhái điều về. Cái Ngọc ấy nói ủa anh nghĩ mình là loại gái gì dễ dãi hay sao ta, bây giờ á mình không thể nào mình chấp nhận cái lời đề nghị nó khiếm nhã gì được. Cái Ngọc mới nói không được đâu, chắc em phải đi về, anh chở em về đi, chứ em không có ở đây được, em sợ ma lắm, sợ gắn nữa, gắn với mũi cắn nhìn nhện này nọ kia nữa, không mấy anh chở em về đi. Anh mới nói không ấy, mình vô đi em, anh thấy em đẹp, anh thích em lắm, cho nên là anh muốn bờ lời em, anh muốn bờ lời em đó. Thì Ngọc mới nói trời sao anh này làm công an mà sao anh nói thẳng thắn quá ta, thẳng thắn mình đến nỗi mà đáng sợ luôn á. Ông nào ông dê quá vô duyên luôn quý vị, lần đầu tiên hẹn bạn gái mà là một cán bộ công an mà lại nói ra những cái lời nói như vậy, không thể nào chấp nhận được. Mà nếu như mà mình chấp nhận thì mình là loại gái quá dễ dãi, cho nên là mình mới từ chối thẳng thừng, nói dạ không được, em sợ rắn lắm, sợ nhện nhện, sợ mũi lắm, cho mấy anh chở em về đi, không mấy em la lên đó anh. Cái ảnh mới nói em la lên đi, có ai đâu nghe, ở đây vắng quê à. Thì mình càng sợ khi mình nghe vậy, mình la lên thì càng thấy ghê, đâu dám la đâu. Cái mình mới đứng trong đó đó, mình cũng biết cách làm sao. Bây giờ mình nói anh ơi, chở em về đi, khi mà mình quen nhau lần đầu phải có lần thứ hai thứ ba đi chơi hẹn nhau hiểu biết về nhau thì mình mới dám trao thân gửi phận, chứ mới ban đầu mà anh kêu em vô đường cống nước này thì cũng thiệt thòi cho em. Nếu mà có muốn cái gì tâm sự gì thì mình vô khách sạn hay gì nhà nghỉ gì đó, chứ đừng ở đây. Cái em nói vậy thôi, giờ anh chở em lại nhà nghỉ nha, em chịu không? Thì Ngọc mới nói bây giờ mình suy nghĩ, bây giờ mình phải chịu thôi, chứ bây giờ còn hơn là ở đây nhà nghỉ có gì có người này người kia mình la lên mình có người cứu mình, chứ còn ở đây là không có rắn rắn đồ gì nhìn nhện cứu mình chứ ai cứu. Cái Ngọc mới suy nghĩ dạ được, anh chở em lại nhà nghỉ đi. Cái anh tưởng đâu mình là loại gái đơn giản dễ dãi mà cảm muốn chở mình lại nhà nghỉ. Trời đất ơi, mình phóng xuống xe, vừa tới nhà nghỉ một cái mình thấy chữ nhà nghỉ mình mừng thấy bà nội luôn, mình nhảy phóng xuống xe một cái bụp. Mình nói bây giờ anh đi về đi, em đi thông rơm về. Em không ngờ một con người mà như anh làm có công việc như vậy mà lại có những cái hành xử như vậy. Em không có quen anh nữa và em cũng không có muốn quen cái người mà vô duyên như vậy luôn. Mới ban đầu hẹn nhau mà nói anh muốn bờ lờ em đó, anh nói như vậy là không được rồi. Vậy bây giờ em không có còn tình bạn, cũng không có quen yêu gì hết đó. Em nghĩ anh là có hàng xóm láng giềng đi chơi nói chuyện uống nước thôi, chứ giờ anh chở em lại nhà nghỉ để làm gì? Cái ảnh mới nói thì nãy em đòi về nhà nghỉ mà, giờ em đòi về nhà nghỉ anh chở em lại nhà nghỉ chứ giờ em nói gì nữa. Thì Ngọc mới đi vô và Ngọc đón xe không đơm đi về luôn. Và kể từ sau đó về sau là mình gặp ảnh á là mình không dám nhìn luôn, mình cứ nhìn xuống đất vậy nè, là đi chỗ khác cứ coi nhau như là không hề biết nhau luôn đi. Đó là lúc mà mình 18 tuổi như vậy, rất là nhút nhát, rất là mắc cỡ. Đứng trước một cái lời đề nghị như vậy thì mình cũng biết làm sao, mình mới xử vậy đó. Chứ bây giờ mà được một cái lời đề nghị như vậy biết đâu được mình sẽ đồng ý làm sao. Thì đây là cái câu chuyện cũng xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng mà nó để lại cho em rất là nhiều lời kỷ niệm ha. Cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái lần đầu hẹn bạn trai mà thấy nó chở mình vô cái đường cống nước tối thui tù đùi á, thì nhớ nhanh trí ứng xử nha, chứ nếu không là có những chuyện cũng khó nói lắm. Không ngờ luôn quý vị, không ngờ là có một người đàn ông hẹn bạn gái mà làm những cái việc như vậy thì không chấp nhận được luôn. Thì cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.